Thưa quý cô chú anh chị, nhiều sân bay bị gián đoạn vì dịch vụ đám mây Microsoft gặp sự cố. Microsoft đã xác nhận dịch vụ đám mây Azure, Microsoft 365 và Teams gặp trục trặc khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có Vietjet. Và đây là một thông báo của hãng Vietjet, trong đó có nêu là hệ thống Microsoft toàn cầu gián đoạn, ảnh hưởng đến các chuyến bay. Hành khách vui lòng theo dõi thông tin chuyến bay. Rất nhiều các phòng vé cũng có thông báo khẩn cấp, đó là: xin kính chào quý anh chị, đại lý và đối tác. Hiện tại, Vietjet đang gặp trục trặc dẫn đến việc hệ thống không thể truy cập. Theo thông tin ban đầu, lỗi phát sinh từ hệ thống của Microsoft dẫn đến việc ảnh hưởng toàn cầu đến các đối tác của họ. Đây là một việc nằm ngoài dự đoán của chúng tôi và cũng không mong muốn xảy ra. Thông báo này được chia sẻ đến quý anh chị về việc phát sinh như trên. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với phía Microsoft để thúc đẩy quá trình xử lý vấn đề. Vietjet Air sẽ có thông báo chính thức gửi đến quý đối tác cũng như các bộ phận liên quan. Đối với các trường hợp cần hỗ trợ, anh chị vui lòng liên lạc với sales phụ trách. Kính mong quý anh chị thông cảm cho sự cố không mong muốn này. Xin trân trọng cảm ơn. Có thông tin nên họ nói là phải chờ đợi xem hôm nay có bay được hay không. Ngoài hàng không, ngành đường sắt, siêu thị và đài truyền hình ở một số nước cũng bị gián đoạn do sự cố máy tính này. Trên mạng xã hội X, Microsoft cho biết đang nỗ lực để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, Microsoft không nêu nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên. Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ lúc khoảng 2 giờ chiều, và sau khi làm thủ tục hành lý cho các thành viên trong gia đình xong đó, thì khoảng 3 giờ thì mình quay trở về nhà, và tưởng chừng như là khoảng 3 giờ 30 thì sẽ được lên máy bay để bay về Hà Nội. Tuy nhiên thì hãng lại thông báo là sẽ rời lần thứ nhất là sẽ khởi hành vào 17 giờ 30 phút. Sau đó thì hãng lại thông báo một lần nữa là sẽ khởi hành vào 18 giờ 30 phút. Và sau đó thì hãng cũng có thông báo là sẽ được phục vụ. Thì đây để Tuấn Dương sẽ mở cái tin nhắn hãng phục vụ như thế nào cho các bạn coi. Đây là sau khi ra tới cửa số 19 đây các bạn. Thì gần đến giờ ra máy bay thì có cái thông báo là chuyến bay này sẽ bị delay tới 17 giờ 15. Sau đó thì lại có một cái bảng thông báo viết bằng tay, đó là hãng hàng không Vietjet Air xin cáo lỗi cùng hành khách và những cái người đi cùng. Theo đó thì cái chuyến bay VJ142 thì cái giờ bay mới là 18 giờ 45. Lý do thay đổi kế hoạch bay thì hãng đã khắc phục bằng cách là xin phục vụ ăn tại nhà hàng phố chợ, restaurant. Thì sau khi ăn xong, khách lại tiếp tục chờ. Chờ thì tới khoảng 7 giờ rưỡi thì được lên máy bay. Lên máy bay xong thì cũng chưa có được bay, thì lại lý do là thời tiết xấu. Và cỡ khoảng cái thời gian thì đâu đó là khoảng 8 giờ rưỡi thì mới bay. Và cuối cùng thì ra tới Hà Nội đó các bạn là 10 giờ rưỡi. Đó, 10 giờ rưỡi. Thì như vậy là từ cái chuyến bay mình đặt là 3 giờ rưỡi bay mà delay thành là 10 giờ rưỡi, xin lỗi, thành là 20 giờ 30 mới bay. Như vậy là nó cũng bị chênh lệch khá là nhiều. Thay vì là 15 giờ 30 thì bây giờ là 20 giờ 30, tức là bị delay tới 5 tiếng. Thì Tuấn Dương sẽ cập nhật cái tình hình này qua cái video clip để quý cô chú anh chị chúng ta được biết cái tình hình thực tế, điều gì đang xảy ra ở sân bay Việt Nam trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video clip.
Hi, xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mình đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất và đây đang là khu vực quầy thủ tục để chuẩn bị check-in để gửi hành lý để đi Hà Nội. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn là chiều ngày 19 tháng 7 năm 2024 thì cái lượng khách đang chờ làm thủ tục ở khu vực này rất là đông luôn, quá trời đông. Thông thường thì mình hay bay cái chuyến bay buổi tối đó, nó trễ hơn một chút thì sẽ vắng, nhưng mà hôm nay đi thì có người già thì có người già và có trẻ nhỏ nên là đi với đi cái khung giờ này thì rất là đông nhé mọi người. Nói chung là nhích từng chút một, các bạn nhìn này đó, nhích từng chút một. Và thỉnh thoảng đó thì nhân viên mặt đất họ có hỏi những cái người mà có cái chuyến bay cận kề rồi đó, thì sẽ được ưu tiên để làm thủ tục trước. Trước mặt chúng ta đang là những cái máy để chúng ta làm cái thủ tục check-in hoặc là đặt mua vé, làm các cái thủ tục hàng không. Có tới 23 cái chiếc máy nếu mà theo cái đánh số. Và bây giờ thì vẫn đang đợi ở đây, nhích từng chút một nhé, chưa có di chuyển được. Đây, mọi người đang đứng đợi đây. Để kích cầu du lịch ở thành phố đó thì hiện nay Sở Du lịch cũng đang kết nối với một số những cái khách sạn ở khu vực quận nhất. Để theo đó nếu mà khách bay đêm rồi tới Sài Gòn đó thì sẽ được miễn phí hoặc là được giảm giá 50% tiền phòng nghỉ trong cái buổi trong cái ngày đầu tiên, còn các ngày thứ hai, thứ ba trở đi thì tính giá như bình thường. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, còn chưa biết thì chừng nào sẽ áp dụng. Còn họp và đăng báo thì mình thấy rồi, nếu mà có cái thông tin mới nhất thì mình sẽ cập nhật cho quý cô bác anh chị được biết. Khi mà mình bay đêm đó thì nó không có đông người chờ làm thủ tục như thế này. Cái thứ hai là đi lại thì nó sẽ nhanh hơn và nó tiết kiệm cái nói chung là nó tiết kiệm cái chi phí nếu như mà mình được ở trong những cái khách sạn mà người ta miễn phí hoặc người ta giảm giá cho mình. Nhưng mà có lẽ là mình phải ở dài ngày, chứ mình đi có một ngày mà người ta giảm giá thì người ta chắc chắn là người ta sẽ không có cái khả năng để người ta phục vụ mình. Rất đông nha các bạn. Này mọi người đứng. Các nhân viên mặt đất thì đang thông báo cho những hành khách nào mà quá cận chuyến bay rồi, chuyến bay đi Đà Nẵng này. Hành khách đi VJ 1638. Vẫn đang đợi nha các bạn. Đông quá trời đông này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình không biết là có bao nhiêu người á. Vậy là ước tính là hàng trăm người luôn. Quá trời đông. Người già, trẻ, nhỏ, phụ nữ có thai thì đã được ra cái hàng ghế kia ngồi. Còn thanh niên trai tráng thì sẽ đứng để xếp hàng chờ. Nói chung là nếu mà đi nhóm thì một người xếp hàng thôi. Còn 3-4 người kia thì ngồi ra ngoài. Vì nhiều khi các bác lớn tuổi đó thì chân cũng mỏi, chân yếu rồi, không có ngồi được, không có đứng được. Thì mình cũng chờ đang tới lượt này các bạn nhìn, quá trời đông luôn. Trời dài luôn, dài thằng lòng luôn. Đó, tận cả phía sau, phía trước.
Đứng một hồi cũng mỏi giò quá, giờ phải ngồi xuống các bạn ơi. Ngồi xuống để lấy sức khỏe tí lên máy bay. Giờ đứng mỏi quá. Cái khu vực này là khách lẻ này các bạn này. À, còn qua cái khu vực bên đây là khách đoàn. Khách đoàn thì sẽ check in trong đây. Đấy, họ đi họ ngồi theo đoàn nguyên nhóm một băng. Đấy, có những người họ ngồi ngủ luôn, nằm ngủ luôn, mỏi quá. À, ngay lúc này đây là thứ 6, 19 tháng 7. Bây giờ là 14 giờ và 20 phút nha các bạn. 14 giờ và 20 phút. Chúng ta cũng nhích được một chút thôi. Họ xếp hàng dài hình chữ Z. Có những cái hành khách mà được đọc tên đó. Chuyến bay VJ376 đi Chu Lai là được các bạn nhân viên mặt đất đọc tên thì sẽ được ưu tiên để làm thủ tục trước. Quá trời đông. Có khách thì bay lúc 14 giờ 35 phút nhưng mà 14 giờ 28 má mới ra. Nói chung má đứng ở đây chờ không thấy gì hết. Giờ đang gây lộn ngoài kia. Nói chung là lỗi là thuộc về khách thôi chứ không phải thuộc về hãng. Thì bây giờ 14:35 mà bây giờ giờ này mới tới đây rồi muốn nhảy vào trong thì chen hàng thì người ta đang xếp làm thủ tục, người ta không chịu. Không ưu tiên được, cái quy định là quầy phục vụ hành khách đặc biệt. Thưa các cô bác anh chị, bây giờ thì người nhà của mình cũng đã vào làm thủ tục xong rồi, gửi hành lý rồi, qua cửa kiểm tra an ninh và chuẩn bị đi ra cái khu vực chờ để lên máy bay. Thì ngày hôm nay đó thì cái lượng người tới làm thủ tục cũng khá là đông. Nếu mà các cái chuyến bay đêm đó các bạn thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian mà chờ đợi. Ở đây thì mình cũng rành về thủ tục nên là mình làm cũng khá là lẹ. Chứ còn nếu mà những cái cô chú mà chưa biết đó, mà mới đó, thì có thể là cũng sẽ hơi bị lâu một chút. Hôm nay các cái chuyến đi các bạn theo cái bảng thông báo này. Chuyến bay đi Hà Nội VJ144 là bị chậm chuyến. Chuyến bay đi Buôn Ma Thuột cũng bị chậm chuyến. Chuyến đi Đà Lạt cũng bị delay. Chu Lai cũng delay. Hải Phòng cũng delay. Thanh Hóa cũng delay. Còn chuyến đi Phú Quốc thì đang check in. Rồi các cái chuyến như là VJ176 thì đang mời hành khách làm thủ tục. Bảng nó nhanh quá mình đọc cũng không rõ luôn. Thì đối với những cái bạn mà khách đoàn đó, là người ta sẽ tập trung tại đây để người ta ra cửa, tức là ra cái khu vực kiểm tra an ninh. Đấy, và ở đây thì cũng có những cái khu vực mà sẽ làm thủ tục check in một cách tự động. Đó là tình hình ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Các bạn, trong khi cái dòng người vẫn còn rất là đông đó thì mình cũng đã xong việc rồi. Và đây thì cũng có những các cái khu vực là
phòng vé để gọi là phòng vé trước giờ bay, rồi các cái khu vực ta sẽ giúp mình là đại loại là gói hành lý, gói hành lý, đóng gói hành lý. Và từ đây các bạn nếu mà đi sang cái khu ga quốc tế đó thì cũng khá là gần thôi. Ga quốc tế thì khúc bên này, này là sang ga quốc tế. Còn nơi mình đang đứng đây là khu vực ga quốc nội. Các cái khu vực mà bay nếu mà những hành khách mà bay nối chuyến đó, thì cũng đi tới tới cái ga quốc nội này đó, sau đó rồi lấy hành lý xong rồi tự đi sang bên ga quốc tế để đi những các cái đi các cái hãng bay hoặc các cái đường bay khác nhau. Đây lúc này đang là ga đến trong nước này các bạn này. Bây giờ đây các bạn thì mình sẽ đặt Grab để đi về. Nhưng mà để mà đặt Grab này thì các bạn là chúng ta phải đi ra cổng ngoài. Thì bây giờ có hai cái loại Grab, một cái là Grab 4 bánh và Grab là 2 bánh. Grab 2 bánh là chúng ta đi ra đến ngoài thì đặt, mà mình cũng chưa biết là có đặt được không nhé. Để mình sẽ thử. Trước mặt chúng ta là cái khu vực mà quý vị đón xe taxi này. Đón xe taxi Grab. Hoặc là không phải, đón xe taxi của hãng MyLink, rồi Vinasun, một số những cái hãng khác. Đây họ có để cái biển này, đón taxi xe buýt xe ôm, đó là đi thẳng. Thì mình cũng sẽ thử theo cái hướng dẫn đó xem là như thế nào nhé. Thường thì ở đây mình sẽ đi bằng cái phương tiện là cá nhân. Đi thẳng ra đường Trường Sơn. Thì ra đây các bạn là cũng sẽ có một số những cái người họ mời mình đi này, đón xe ôm cũng có này, dịch vụ xe ôm giá rẻ này. Dạ không, cảm ơn, dạ em cảm ơn ạ, dạ. Thì ở đây các bạn người ta sẽ mời chào mình sử dụng các cái dịch vụ. Và có những bạn trễ rồi, ta cũng mời mình sử dụng các cái loại dịch vụ. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý là ở các cái khu vực này cũng khá là phức tạp. Dùng tàu đi về. Đây, lối này là lối đi ra của đường Trường Sơn. Đây và người ta cũng có cái khuyến cáo này. Không dừng đỗ xe lòng lề đường gây cản trở giao thông. Rồi giờ mình sẽ đặt thử xem là mình có đặt được cái app Grab không nhé.
Đây các bạn này thì mình đón ở đây là Grabby nhé, 44k. Đây mình sẽ đặt xe để mình về lại khu vực quận 11 để xem có ai nhận cái cuốc xe này không nhé. 44.000. Rồi ok. Có một bạn Honda Way, Quỳnh Ngọc Hân nhận. Thì bạn này đang đến. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự 091 897 8668. Thì trong khi bạn Grab đang đến ấy, thì mình ở đây mình cũng sẽ nghe những cái mình cũng sẽ nghe cảnh báo. Nghe những cái hướng dẫn đây, hành khách cảnh giác. Khu vực này thường xuyên có các đối tượng xe ôm. Đó, khu vực thường xuyên có đối tượng xe ôm, xe dù, xe ráp giả, trèo kéo, nâng cao rồi lường gạt khách hàng. Bạn này khoảng 2 phút nữa là bạn ấy sẽ tới nhé. Ban ngày đó các bạn, là các bạn ấy cũng sẽ ban ngày đó là các bạn trật tự này nọ các thứ các bạn làm cực kỳ gắt, nhưng mà ban đêm thì không ít có gắt bằng. Đây bạn này đi xe là biển số 65H129713. Đấy thì thông thường là mọi người xuống là sẽ phải đứng ở khúc này. Alo. Anh đứng ở cái chỗ lối đi vào, bắt đầu dừng lại cái là cái em đi vào trong sân bay đi. Anh đứng ở cái lối đi vào, lối mọi người chuẩn bị đi ra. Anh mặc áo màu đen, anh không đeo ba lô, anh đeo cái túi trước ngực thôi. Em đứng ngay ở cái biển, nó đi vào trong này qua khúc cua quẹo cái là không, ba lô của anh màu đen luôn.
Thank you.